Rồi chào bà con nha. Đây nha, đây là múi thứ 11 rồi. Cái này là em làm thử ở nhà thôi. Còn ở trên đồi em là được múi múi chiều nay khoan nó là múi thứ 2. Đây. Cái này trên 10 tuổi. Cái này khoan được 3 năm rồi nha. Em khoan thử ở nhà. Và đây. Hôm nay em vừa khoan đây. Được nửa tô rồi. Đây em khoan thử cho những ai chưa biết khoan đây. Lúc đầu mình cầm máy là phải cầm cho nó nghiêng vậy. Nghiêng vậy rồi khoan nó máy. Ủa, cái này hết pin rồi. Đây. Đây. Vẫn có mủ đây. Đây ạ. Cái này là em làm ở trên này nha. Làm ở trên này. Nhưng giờ em chuyển xuống dưới này em khoan thử cho những ai chưa biết khoan. Đây là kiềng vận năng của anh Năng ở thôn 6, xã Đăng Hà. Cái này em làm được 3 năm rồi nha, bà con. Đây. Đâu nhỉ? Đây năm đầu nó năm đầu liền hết rồi. Đây. Nắp chóp đóng năm đầu đây. Khoan ở dưới này nhưng mà liền hết rồi. Liền hết rồi. Đây là năm thứ 2 đây. Đây. Hơi mờ nhỉ. Cái này là năm thứ 2 đấy ạ. Đây ạ. Năm thứ 2 ạ. Đây, năm thứ 3 em mới làm đây. Em làm thử đấy. Làm được 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 múi. Cái này là em bơm khí 80. 80. Cho cây này. Đây, giờ lúc này 10 giờ mới khoan mà giờ đã được vậy rồi. Cây này em khoan hai cây gần nhà. Hai cây gần nhà mà 10 múi đã được 10 ký rồi. Là hai cây, một cây được 5 lạng. Vậy có đạt không ạ? Cho mọi người tham khảo rồi làm theo ạ. Đây, múi đây. Này em vừa khoan thử cho mọi người xem đây. Đây là túi không đẩy. Túi không đẩy. Quá đạt. Nếu mà ai có cây trên 15 tuổi là làm là quá đạt. Tại vì cây non nó hơi khó làm tí thôi ạ. Mỗi lần nhát đầu là phải đẩy cái tô này tràn luôn. Đấy, em để tô em phải lúc nào phải để nghiêng vậy. Rồi, chào mọi người nhé.